Rồi xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay thì mình đến chỗ vườn của anh Sang. Anh Sang ngày hôm nay có giao lưu với anh em một số gốc mai nha, với một gốc Mỹ Hồng anh em. Thì chút xíu anh Sang sẽ báo giá chi tiết cho anh em để anh em tham khảo. Anh em thấy anh Sang báo giá hợp lý, vô firm mình thì mình cứ liên hệ trực tiếp với anh Sang. Có alo là có giao dịch anh em ơi. Giờ mời tất cả anh em vô tham quan một số gốc mai của ngày hôm nay nha. Rồi anh Sang ơi, cho anh em biết vị trí mình đây đâu luôn hả anh Sang? Vị trí mình ở đây ấp Tân Phụ, xã Long Thới, huyện Cây Cằn, tỉnh Trà Vinh anh. Ngày hôm nay thì mình có giao lưu với anh em nhiêu gốc mai hả anh Sang? Hai cây mai tàn anh. Dạ. Nếu anh em nào hợp ý thì alo mình, có alo có chốt anh. Dạ. Rồi. Anh giao lưu với anh em hai gốc mai tàn với một gốc Mỹ Hồng nha anh em. Đầu tiên quay cho anh em tham khảo cây này. Cây này có bộ tàn quá xuất sắc anh em ơi. Một thân một cốt đi lên, chót đọt anh em. Đây quay anh em một vòng của cái gốc này nha, nguyên cái vàng tàn anh em. Cây này chiều cao khoảng nhiêu anh Sang? Chiều cao 4,5 m, tán ngang 4 m anh. Cây này là bao anh em chơi Tết bình thường anh Sang? Bao chơi Tết, đúng luôn. Rồi quay cận cho anh em tham khảo mấy cái nút trên cái gốc này anh em. Nút thuộc dạng đỉnh anh em ơi. Nút nhiều lắm. Quá trời luôn anh em. Cây này thì với số nút hiện tại có bây giờ thì anh em nghĩ là nó sẽ có bông chùm nha. Mình theo mình nghĩ là nó sẽ có bông chùm. Mỗi cái nút này nó ra 5-7 bông là bình thường nha anh em. Nút lớn anh em. Đây. Tại hiện tại giờ em rất là nhiều anh em người ta mua cây mai về người ta chủ yếu ta để người ta chơi Tết anh em, nên mình thường mình quay những kỹ những cái nút này. Quan trọng cái bông anh em ơi. Cái cây mai mình về chơi Tết á, bông nó nhiều này kia, nhìn thấy cây nó mới đẹp anh em. Rồi, cây này nói chung thì không phải một số điểm nha anh em mà rất là nhiều điểm nha. Đây quay cận cho anh em tham khảo hết đồng bộ. Rồi bắt đầu mình sẽ quay tiến hành quay hết cái bộ tàn. Cây này thì mặt bông là bao cho anh em là bao nhiêu cánh dành sang? 5 đến 9 anh. 5 cánh đến 9 cánh ha. Dạ, okay. Bông đẹp đó anh. Vàng nhảy. Nguyên cái vàng tàn, tàn khá là đều anh em, đều bốn bên hết. Y như cây thông vậy anh em. Cốt cành bên trong là nguyên zin hết hả sao anh Sang? Cây nguyên thủy anh ơi. Cây này là mình đem về đây hồi nào hả anh Sang? Mới đem về luôn anh. Mới đem về luôn hả anh? Dạ. Rồi, quay từ dưới lên nha anh em, nguyên cái vàng xương khích kịch anh em ơi, nhìn khá là kết nha. Kình cây phê lắm anh em. Hàng nóng luôn anh em ơi. Rồi, phía bên đây anh em. Quay xa cho anh em một vòng lên phía bên đây nha. Nói chung thì bốn bên đều như nhau hết. Cây này lâu năm chưa anh Sang? 20 mấy năm mà anh. 20 mấy năm ha. Đây, nguyên cái dàn xương phía bên trong. Cây này thì nó đóng vú bò cũng khá là nhiều anh Sang. Dạ, vú bò mỗi nhánh. Đặc biệt thì cây này đang bung bông trong thân. Quá là nhiều anh em ơi. Trong thân nó nhánh, rất là nhiều. Cành này ra bông hết. Đầy đủ hết nha anh em. Từ dưới bắt lên trên anh em thấy là xương tàn bắt khích kịch anh em ơi. Cốt cành thì múa lượn tự nhiên. Nhìn bên ngoài khá là duyên nha anh em. Phía dưới là toàn bộ cái bộ đế này anh em, quay hết cho anh em cận cảnh một vòng. Dưới còn đế không anh Sang? Còn anh, mà cây tàn nó lú lên nhiêu là chơi anh. Dạ, phong hơi thấp nha anh em. Đây, khá là kết những cái điểm này anh em. Đây, cận cho anh em tham khảo nha. Khi mà nó bắt đầu nó bung những cái chùm bông lên đó thì anh em nhìn nó dính dính vô trong cái thân, nhìn cây nó rất là đẹp nha anh em. Giống như mà mình nhà mình có lọc cho anh em. Cây này trong bông là thắng ra không à, trên cành cũng vậy. Rồi, phong hơi thấp, điện thoại rung lắc, anh em có thông cảm nha. Nguyên dàn đế, đế có thể khai thác được nữa không anh Sang? Được anh, mà nó lú lên đây đủ chơi anh. Cái tàn, dạ. Đế đều hết. Đây, một chọc lên nha anh em. Nguyên cái dàn xương này nó bắt nhìn thấy khá là phê anh em. Điếu bò thì đóng khá là nhiều. Xương tàn nguyên gin anh em ơi. Rồi anh Sang đo thử thông số cho anh em tham khảo thử cái này nó khoảng nhiêu anh Sang. Tại chỉ số 1 nha anh em. Vị trí số 1 anh em. Rồi 52 tính 50 thôi. 52 tính 50. Rồi. Rồi anh đo hết cái nồi đế khoảng nhiêu anh Sang? Cái cũ đặt. Nhiêu anh? 105. 105. Rồi đặt. Anh đo một cốt cành 1, cốt cành 2 luôn anh Sang ơi. Cho anh em để anh em hình dung ra được gốc mình coi nó lực cái nào. Rồi cái số 1 chân cành nhất 26. Rồi. Chân cành nhì 24. 24. Rồi. Thoát thân luôn anh Sang. Thoát thân 24 luôn. Chân cành 24. Rồi. Vàng xương bên trong quay cận cho anh em tham khảo một vòng vàng xương bên trong nha. Vàng khá là khít anh em. Nó đóng khít về nó mới đóng được cái bộ tàn vậy anh em. Cây này thì anh em đem về anh em bỏ trước cửa nhà chơi Tết hôm nay nở bông là phải nói là đỉnh luôn anh em ơi. Quá đẹp. Cây này ví dụ anh em là thích thiện chí muốn giao lưu giá nhiều anh Sang chơi được anh Sang. 110 triệu em bao ship 200 km anh. 110 triệu anh em. Hỗ trợ ship cho anh em là 200 km. Anh em là thích thiện chí có thể liên hệ trực tiếp với anh Sang qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em. Rồi mời tất cả anh em sang góc tiếp theo nha. Rồi góc tiếp theo anh em.
cái này mía hồng á anh Sang, cái này hồi đó là mình trồng đây hả sao anh? Dạ. Rồi giờ mình tết giao lưu với anh em hả sao anh Sang? Tết giao lưu với anh em cây cho nó có bông sum tụ rồi. Chiều cao khoảng nhiêu anh Sang? Chiều cao hai khoảng 2m2. 2m2. Tán ngang 3m anh. 3m. Cây này lâu năm chưa anh? Lâu rồi 18 năm rồi anh. Còn ghiên luôn hả sao anh Sang? Dạ, cây nguyên thủy. Cây nguyên thủy ha, anh là người đầu tiên bông để phá ghiên đó anh Sang. Dạ, bông nhiều lắm. Đây anh em. Cái này nó chỗ bông là theo mùa hả hay sao anh Sang? Quanh năm anh ơi. Quanh năm luôn ha. Dạ, đợt này ra tới đợt kia nói lên hoài vậy. Mấy cái này là anh Sang chiết ra hay sao anh Sang? Dạ. Mấy cái này là mình chiết ra mình trồng hả anh Sang? Chiết ra mấy nhánh dư trồng mà mua bán em để nguyên thủy luôn. Để nguyên vậy ha, dù anh dạ. Em nào về mà có lấy ra trồng trồng ha. Ờ cắt ra, nó đang ra rễ à. Này 18 năm rồi nha anh em. Cũ bự lắm. Quen một chồng một cái này nè anh em. Tàn lớn nha anh em. Đây nguyên bộ tàn nè anh em. Rồi quay cận cho anh em tham khảo ở phía dưới nè anh em. Nguyên cái cũ nè, anh Sang có môi nhẹ cho anh em để anh em tham khảo sơ cái gốc này nha. Mình cây này, mấy cây này mình có chơi đế gì không anh Sang? Có anh. Đây dọc lên nha. Cây này đế là đẹp. Cái này anh Sang đo thử thông số khoảng nhiêu anh Sang? Nhiêu anh Sang? 27 tính 26 anh. Rồi 26 của anh. Rồi mình đo thử cái áo nhẹ nhẹ nồi thử khoảng nhiêu anh? Đo cái củ đặc nha. Rồi nguyên cái củ đặc nha anh em. Nhiêu anh Sang? Rồi 42 anh, củ đặc 42. Củ đặc 42. Rồi quay cho anh em lại một vòng của cái bộ tàn này nha. Đây xa nè anh em, cây nở bông rất là nhiều nha anh em. Cây rất là sung cây. Cây này là mình giao lưu với anh em giá nhiêu anh Sang? 22.500.000 bao ship 200 km anh. 22.500.000 nha anh em, bao ship cho anh em là 200 km. Anh em thích thiện chí có thể liên hệ trực tiếp với anh Sang qua số điện thoại ở phần tiêu đề anh em. Rồi góc tiếp theo anh em, quay cho anh em một vòng nha. Cái chiều cao khoảng nhiêu anh Sang? Chiều cao khoảng 2m rưỡi anh. À, tán ngang khoảng nhiêu anh? 2m rưỡi. Một thân một cốt lên nha anh em. Cốt cành nguyên ghim hay sao anh? Đây cốt cành nguyên thủy nè. Đây quay một dọc xưa từ dưới lên nha anh em. Cái này mặt bông sao anh Sang? Từ 5 đến 9 anh. Cây nằm đất thì bao anh em chơi tết rồi đó, là chắc chắn rồi đó. Mặt bông là 5-9 cánh anh? Dạ. Mình trồng đây lâu chưa anh Sang? À, cũng 3 năm anh, vô bồ mặt làm nó từng chậu rồi. Dạ, đây bốn bên này nha, nguyên cái bộ tàn quay hết bốn bên cho anh em để anh em xem chi tiết cái bộ tàn ốc này nha. Đây toàn bộ từ dưới lên anh em. Phía dưới này còn khai thác đế được nữa không anh Sang? Còn anh, mà lú cái cũ đủ chơi rồi anh ơi. Đây nguyên cái cũ anh em, quay cận cho anh em tham khảo dòng của cũ nha. Cốt cành phía bên trong anh em quay thẳng lên cho anh em một vòng nha. Cái này mà mình còn khai thác nữa bình thường phải không anh Sang? Dạ. Rồi quay hết vòng qua nha anh em. Này, có cũ khá là lớn anh em. Bên đây là nó dư mình cắt hay sao anh Sang? À, dư cộng rễ cắt bỏ anh. Này dư công rễ treo anh em, cắt bỏ nha. Đó là một cốt đi lên. Cái này đang kéo mày lại khá là mạnh nha anh em. Phía dưới đây anh em, còn mấy cái đầu rễ nè. Nghĩ dưới cần có thể mình khai thác được nữa anh em. Phía trong là nguyên cái dàn xương lên trên anh em. Đây phía bên đây nha anh em, còn cái bộ tàn phía bên đây nè. Quay cận cho anh em một vòng nữa. Rồi anh Sang vô đó thử thông số cho anh em tham khảo thử khoảng nhiêu anh Sang. Rồi. Tại chỉ số 1 nha anh em. 45 anh. Rồi vị trí số 2 đi anh. Nhiêu anh Sang? 60. Rồi náo nhẹ nhẹ sơ sơ nguyên cái nồi đế mình khoảng nhiêu anh Sang? Trăm anh ơi. Nồi đế chẳng là 100 hả anh? À, đế chẳng 100. Rồi. Cái này thì mình giao lưu với anh em giá sao anh Sang? 35 triệu anh. 35 triệu. Hỗ trợ ship cho anh em là 200 km nha. Anh em thích thì mình có thể mình liên hệ trực tiếp với anh Sang qua số điện thoại để phần tiêu đề anh em. Nút rất là nhiều nha anh em. À, cuối video mình có gắm gì cho khán giả không anh Sang? Cuối video em chân thành cảm ơn anh em vừa năm vừa qua đã ủng hộ em. Dạ. Rất mong anh em màng ăn phát tài và may mắn. Rồi nói chung thì chúc tất cả anh em có buổi chiều là vui vẻ, hạnh phúc, bình thân. Và sang năm mới thì anh em màng ăn phát tài phát đạt anh em ơi. Để mình có đủ đạn dược để mình nuôi cái ước mơ đam mê của mình. Chào tạm biệt tất cả anh em nha.